Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Theo. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi còn anh khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm để việc anh bố thí được kín đáo và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh khi cầu nguyện anh em đừng làm như bọn đạo đức giả chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy thầy bảo thật anh em chúng đã được phần thưởng rồi còn anh khi cầu nguyện hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh rồi khi ăn chay anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay thầy bảo thật anh em chúng đã được phần thưởng rồi còn anh khi ăn chay, hãy rửa mặt cho sạch, trải đầu cho thơm để không ai thấy là anh ăn chay. Ngoại trừ cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời chưa? Kính thưa anh chị em, lắng nghe bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án cách gay gắt thái độ sống giả hình của những người Pha-ri-xêu. Một loạt các động từ được nêu lên: phô trương, cua chiêng đánh trống, biểu diễn, khen ngợi, hay ở nơi hội đường, ngã ba ngã tư, làm bộ rầu rĩ, ra vẻ thiểu não. Tất cả những hành động này kèm theo các việc ăn chay cầu nguyện bố thí của những người Pharisee đều bị Chúa Giêsu coi là đạo đức giả. Thói đạo đức giả là gì? Hiểu đơn giản là hình thức bề ngoài thì hào nhoáng đẹp đẽ, từ cử chỉ đến điều bộ, bên phong thái biểu diễn với mục tiêu là mong cho mọi người được biết đến tất cả những việc mình làm. Khi thực hành tất cả những điều đó mà không có tâm tình bên trong, lòng kính mến, sự chân thật, thì tất cả những điều đó chỉ là giả hình. Chúa Giêsu đã dẫn lại một câu nói của ngôn sứ Isaiah như sau: Dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Kitô giáo trước tiên không phải là một mớ luật lệ mà các Kitô hữu phải thực hiện. Kitô giáo là một con người, đó là Đức Giêsu Kitô đấng nhập thể làm người chịu chết và sống lại vì tất cả chúng ta. Theo Chúa, không đồng nghĩa với việc thực thi một loạt các quy định hay tuyên xưng một vài điều buộc phải tin. Theo Chúa nghĩa là gắn bó bước theo Chúa Giêsu là họa lại một cách trung thành cuộc sống của Ngài, lời dạy của Ngài, con đường của Ngài, chí ý cứu độ của Ngài một cách sâu sắc trong cuộc sống mỗi người chúng ta. Có nhiều điều đáng sợ với người chăm chỉ thực thi luật một cách trọn vẹn nhưng lại không có lòng nhân từ đích thực của chúa tôn giáo như vậy đã bị thoái hóa ở một vài nghi thức bên ngoài những lời tuyên xưng trên môi miệng như một nhà thần học nổi tiếng William Buckley đã nói người ta có thể căm thù tha nhân tận xương tủy mà không một chút áy náy vì họ đã tuân giữ chặt chẽ các nghi thức của rửa tay và các nghi thức thanh tẩy khác Kỳ tô giáo không phải như thế, nhưng Kitô giáo là tình yêu, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Và để khai sinh giáo hội, con Thiên Chúa đã chết vì yêu để cứu độ nhân loại. Ngài mà khải trời mới, đất mới giữa trần gian. Lạy Chúa Giêsu, không phải lúc nào chúng con cũng tránh hay vượt qua được thói đạo đức giả, thái độ sống giả hình trước mặt Chúa và anh chị em. Thật đáng sợ khi người ta thấy bản thân chúng con Miệng thì nói lời Chúa Rêu rao những điều rất tốt đẹp Đi lễ đi nhà thờ cầu nguyện với vẻ bề ngoài rất sốt sáng Mà lòng lại đầy gian tham độc ác Hành động thì xấu xa đi ngược lại với tin mừng Nguyện xin cho chúng con biết sống chân thật với Chúa và với anh chị em Để từ đó chúng con có cơ hội soi thấu lòng mình nhờ ơn chúa giúp con sẽ được chữa lành và lớn lên trong tình yêu của chúa amen